Đúng không? Hello, em Hoàng xin kính chào tới toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc yêu hàng Nhật Bãi của cửa hàng Hoàng Hương. Dạ, ngày hôm nay thì cửa hàng bên em mới tập trung vệ sinh cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc về sản phẩm hàng bãi nội địa Nhật như dòng máy hút ẩm. Thì trước nay em cũng ra mắt rất là nhiều cái dòng máy hút ẩm và dòng máy giữ chén và máy massage chân và cẳng chân. Thì hôm nay em lại tiếp tục cho các bác thợ dọn tiếp cho các bác một lô máy hút ẩm từ công suất lớn và từ máy gian phòng của bác từ 60m² trở lên. Thì cái dòng này thì bao cho bác là bao về chất lượng và bao cho bác là đẹp về cái mẫu mã và hình thức. Thì trước mắt bác đây thì em giới thiệu cho bác là dòng máy công suất lớn, dòng Hitachi. Hitachi thì con này nó sử dụng cho bác là phòng từ 60m² các bác trở lên thì các bác sử dụng được rất là ok. Thì con này thì nó là hàng xuất Âu và đặc biệt của nó là điện điện 220V, hàng xuất Âu các bác nha. Và em sẽ là bao cho bác là bao zin về cái sản phẩm này, bao zin về chất lượng luôn cho bác luôn, về mẫu mã rất là đẹp. Về phía sau thì nó có cái đường dây cắm cho bác là cắm điện này và tản cho bác là tản nhiệt ở phía sau. Thùng của nó là thùng bằng sắt các bác nhá, rất là bền bỉ luôn. Thì với cái công suất và model của máy thì cho bác xem kỹ luôn. Đây là máy Hitachi. Đấy, máy là dòng máy Hitachi. Và điện của nó là điện 220V cũng nhá. Điện của nó đã dùng vào điện 220V rồi, vì dòng này là vào dòng xuất Âu. Và các bác để ý trong cái máy này thì đây, ở đây nó made in Japan này, đấy, made in Japan này. Nặng 28kg các bác nhá. Nặng 28kg và điện của nó là điện 220V. Đấy, điện 220V, công suất của nó là 480W, tối đa là 840W. Cực kỳ là ok luôn. Và nó cũng khá là mới. Nói chung về sản phẩm này bên em sẽ bao cho bác là bao đẹp. Và giá bán thì em cũng để cho bác giá rất là tốt rồi, với giá là 3.300.000 đồng giá tại cửa hàng bên em. Nếu bác nào quan tâm thì bác liên hệ qua bên em để bác mua. Và em sẽ cân đối cho tất cả bác với cái sản phẩm mà bên em đang chào bán. Thì bên em về rất là nhiều mẫu, từ cái máy lớn, máy nhỏ và máy 40m² để cho bác sử dụng. Có cả tay cầm, tay sách rất là đẹp luôn. Về dòng Hitachi và Panasonic và Natuna rất là nhiều. Thì con này nó sử dụng cho bác là phín của nó là phín nhấn ở phía trước, phín rất là đẹp luôn, phín điện tử dân nhấn ở phía trước. Hitachi có model là JD2030 CH. Đó, các bác thấy cái dòng này thì các bác tìm hiểu trên các kênh họ đang chào bán cũng khá là cao. Thì tại cửa hàng bên em thì đang để cho các bác giá rất là tốt. Thì hôm nay em đang bọc lại cho bác để cho nó đỡ bụi bặm. Còn bác nào mà mua thì các bác liên hệ của bên em và bên em sẽ chịu hoàn toàn cái trách nhiệm mà bên em chào bán. Và em sẽ test trước khi em gửi hàng cho tất cả bác. Như dòng này, máy này thì nó có cho bác là cả bánh chia. Đây, cả bánh chia để cho bác di chuyển đây. Đấy, các bác di chuyển bánh chia ở phía dưới đây. Đấy, nó có phía dưới là có bánh chia luôn. Để cho bác di chuyển bằng các bác đẩy nhá, các bác di chuyển. Và nó có tông màu cho bác là tông rất là đẹp, tông màu xanh kết hợp màu trắng, màu xanh dương rất là đẹp và kết hợp vào màu trắng ở phía trước. Và đây là lưới cho nó tản khi mà nó hút ẩm là nó tản khí đây các bác này, để các bác sấy khô. Các bác sấy khô quần áo hoặc là các bác nhà các bác với ẩm ướt hoặc là quần áo các bác phơi không khô được khô hoặc là tường các bác bị ẩm mốc thì các bác sử dụng cái dòng máy này rất là tốt và rất là hiệu quả với cái gian phòng mà các bác đang bị mốc ẩm rất là tốt. Thì con này nó sử dụng cho các bác là điện 220V, bao cho bác là bao zin và bao cho bác là hàng của Japan. Và đặc biệt thì những con máy nhỏ thì bác nào mà quan tâm thì cũng liên hệ sớm có bên em. Với giá bán từ cái con máy nhỏ thì bên em đang chào bán với giá là 2.500.000 đồng hoặc là 1.600.000 đồng. Thì các bác lựa chọn đầy đủ các sản phẩm như các cái dòng máy lọc không khí và lọc và đặc biệt thì là hút ẩm của cửa hàng bên em. Bao bác là bao đẹp về chất lượng, luôn luôn hàng đầu. Dòng này là dòng có cả nano đấy các bác nhé. Và đây rất là nhiều cái dòng máy massage này, máy massage chân thì em cũng cho bác thợ đang dọn. Và hôm sáng nay thì hàng hóa bên em cũng đã đóng rất là nhiều rồi, hàng đi cũng khá là nhiều nên là rất là ngổn ngang với hàng hóa. Thì bác nào mà quan tâm đến cửa hàng bên em thì các bác liên hệ qua số điện thoại của em Hoàng 0909999083 hoặc các bác kết bạn qua Zalo, em sẽ quay và dưới hình ảnh cho bác trực tiếp để các bác xem và tham khảo cái sản phẩm này. Và giá bán em sẽ nhắc lại cho bác luôn, giá tại cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 3.300.000 đồng, giá rất là tốt và rất là yêu thương cho các bác rồi. Và bên em có chính sách bảo hành cho các bác rất rõ ràng về cái sản phẩm này. Và nhờ có kỹ thuật Vin và nhân Vin sẽ phục vụ cho bác 24/24 nếu bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này của bên em. Và đặc biệt thì hiện tại bây giờ bên em đang tiếp tục vệ sinh cho bác một số con bếp ga mà trước nay các bác đang đặt đơn của em Hoàng, và em cũng đang bị cháy hàng, cháy đơn. Hiện tại bây giờ bên em cũng rất là nhiều đơn của các bác, rất là nhiều cho đơn bếp men, bếp full, bếp chức năng. Thì bên em cũng cố gắng để phục vụ cho các bác trên toàn quốc và đang cố gắng vệ sinh. Và bên em cũng vệ sinh rất là cẩn thận, nên các bác cũng mong các bác chờ đợi cho bên em. Bên em sẽ gửi hàng cho tất cả bác. Và phục vụ cho đợt Tết năm nay thì bên em cũng đã về một lô nồi cơm điện giá rất là tốt. Thì bác nào mà quan tâm thì dịp tới em sẽ cho hàng vệ sinh xong sẽ lên sóng cho bác và sẽ bán trực tiếp trên buổi livestream. Bác nào mà muốn mua cái dòng bếp hoặc là nồi cơm điện thì các bác liên hệ sớm qua kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Hoàng Hương để đăng ký kênh, để có những cái video em sẽ xuất lên và có những cái buổi livestream em sẽ xuất trả bán cho tất cả bác trực tiếp trên buổi livestream. Và bác nào quan tâm đến hàng nồi điện Nhật thì bác liên hệ sớm qua bên em để mua. Thì với con máy mà trước mắt các bác đây thì con này nó rất là nhiều chức năng. Chức năng cho bác hẹn giờ này, chức năng cho bác tua này, các bác sử dụng nguồn này. Và đây là sử dụng bằng ion này, rất là đẹp luôn. Và con này nó đã đổi nguồn rồi, cho bác là điện 220V rồi. Em đã đổi nguồn rồi nên là các bác yên tâm về không phải cắm cắm vào cục nguồn nữa, mà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V. Đến con này đây, lưới này rất là sạch các bác này, lưới rất là sạch và rất là đẹp luôn. Từ cái lưới, từ cái hệ thống của máy rất là đẹp. Đây, từ cái máy đây. Đấy, điện đuống, điện của nó đây. Đây, công suất đây. Nó là 10 kg các nhá, nặng 10 kg. Đấy, điện của nó sử dụng điện nó 220V đến 240V. Hàng này bao cho bác là bao zin nhá. Hàng này hàng xuất Âu thì em sẽ bao zin cho bác, là bao về chất lượng luôn luôn là hàng đầu của các hàng bên em. Nên bác nào mà quan tâm đến sản phẩm hàng bãi nội địa Nhật, hoặc là các bác sử dụng đến cái dòng máy móc Nhật thì các bác liên hệ sớm qua kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Hoàng Hương của em Hoàng. Em sẽ có những cái sản phẩm đầy đủ cho các bác lựa chọn trên cái kênh YouTube. Và sản phẩm bên em sẽ báo giá trực tiếp trên cái buổi livestream. Và đặc biệt thì bên em sẽ có những cái trách nhiệm mà bên em trả bán cho tất cả các bác trên toàn quốc về sản phẩm mà bên em trao tặng cho các bác, với giá bán rất là tốt và với cửa hàng rất là uy tín. Thì bác nào mà quan tâm thì liên hệ sớm qua số điện thoại của em Hoàng 0909 999083. Và bây giờ thì cuối video thì em cũng xin các bác cho em Hoàng một nút đăng ký kênh ở phía dưới. Và có những buổi livestream và có buổi phát sóng mới thì em sẽ lên sóng. Các bác là người đầu tiên để tiếp cận cái video của em Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau. Xin chào các bác ạ.